Ở đây đi, tôi cần thiết tôi khóa rồi này. Thấy chưa? À, tôi bóp xuống này. 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 Ha, rồi tôi chặn ở đây, đẩy lên này. Tĩnh mạch là máu đưa từ ở ngoài đi vào tim, động mạch là từ ở tim ra ngoài. Thành ra là cái này là mình đẩy là từ ở ngoài đi vô trong. Ha, rồi còn là ta khóa đây để ta kéo từ ở dưới lên đây. Ha, mọi người hiểu ý chưa? Em rồi bây giờ co ta để thấy cho ta dễ chịu chứ? Có thấy dễ chịu không? Không chưa. Tôi hỏi là chị co. À, cái mục đích hồi nãy là mới bơm máu thôi, bơm máu thôi. Rồi sau khi bơm máu xong rồi á, là ta sẽ làm cái gì? Ta làm cái động tác là hồi nãy tôi nói bóng là không có bóng cũng được. Bây giờ tôi chặn ở đây, tôi chặn ở đây, ha, chặn ở đây rồi, đây thả thả ra, thả ra, thả ra, ta chặn đây, ép sát vô đây coi. Ta sát đây, ta đẩy mấy cái mạch máu ở đây. Mọi người hiểu tôi nói không? À, đẩy mấy cái mạch máu đây. Sau khi đẩy mạch máu đây xong rồi ép sát vô nữa. À, lên lên nè, để đẩy mạch máu đây. Thấy chưa? Để cho nó gì nó giãn mấy cái mao mạch ở đây. Rồi sau hết rồi đó thì bắt đầu á là mọi người đừng có giờ tôi đi rời nè, thấy không? Cái chỗ nào có cái gân tôi bật. Thấy chưa? Nhưng mà đừng làm quá quá 20 cái. À, rồi đây ta coi nè, gân nè. Để bật. Rồi, ở đây tôi có gân nè, đây là chỗ này bật nè. Rồi đây nè, em. Ở đây có nào nó bật nè. Thì mọi người thấy khi mà đau á là mình sờ vô á, cái gân nó nổi lên. Nó bấm nhé thôi. Xong rồi. Giờ coi Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Điện thoại 0983 792206 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.